Quá. Ngày mai, hôm nay thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, thì ngày mai mình sẽ đi xem một cái concert của SZA, SZA, mọi người, mình không biết đọc tên chị ấy đúng không như này. Ừ, cái bạn, cái chị mà hát bài I'm a kill my ex đấy. Mọi người thể nhìn thấy mình đang rất cần một cái sự gọi là makeover để trông slay hơn, để chúng mình có thể đi xem concert, chụp được nhiều ảnh xinh, have fun. Thế nên là hôm nay thứ bảy chúng mình sẽ hang out cùng với nhau, làm đẹp cùng với nhau ở nhà, làm cắt tóc lại một chút này, xong rồi làm móng này, xong rồi làm mấy cái thứ linh tinh để mình trông từ như này thành như này. Mình không biết cái gì, mình sẽ để cái gì vào đây nữa, nhưng mà đấy, tốt lên. Yes. Ok, đầu tiên thì mình sẽ cắt tóc. Như mọi người thấy thì cái tóc của mình nó dài chấm đến vai rồi, và trông nó hơi bị lung tung tại vì mình không cắt tỉa gì cả. Và đối với một người kiểu không quá cao như mình thì nếu như mà mình để tóc mà nó xù quá trên đầu ấy thì cái đầu của mình trông sẽ bị to, sẽ bị mất cân đối với người và trông sẽ căng thấp hơn nữa. Cái tóc của mình ấy nó bị tẩy nhiều xong nó bị đứt đây này, mọi người nhìn thấy không? Đấy, nó sẽ mỏng dần về phía này chứ nó không được đều như mọi người. Thế nên là mình nghĩ mình sẽ cắt kiểu wolf cut à. Mình vẫn đang suy nghĩ các dạo này. Thực ra mình rất là thích cái tóc bằng này của mình, trông rất là hiền. Bây giờ mình cắt wolf cut thì nó sẽ match được với cái tóc gãy này của mình hơn, maybe. Nếu mà cắt wolf cut thì nó sẽ kiểu như thế này, nhưng mà ở dưới này nó sẽ kiểu mỏng lại. Hay là cắt ngắn đi thôi. Acting like there isn't something I wanna confess. When I'm dying to admit you caught me head over my heel, but I keep overthinking. Ok, sau 2 phút thì cái tóc wolf đã thắng rồi mọi người ạ. Mình không đợi được, mình muốn cắt tóc luôn. Bước 1 là mình sẽ chải tóc cho đều ra, xong rồi mình sẽ để riêng hai cái mái của mình ra, tại vì mình sợ cắt vào hai cái mái nó bị ngắn quá ấy. Xong rồi phần tóc ở phía sau thì mình sẽ buộc hết lên. Mọi người chú ý là nếu mọi người càng buộc cao, càng gần vào với trán ấy, thì cái tóc của mọi người nó sẽ càng layer mạnh hơn. Thế nên là nếu mà mọi người không muốn cái phần tóc đỉnh đó bị ngắn quá thì mọi người đừng có buộc nó gần trán quá. Không biết nữa, không biết là nó sẽ như nào, nhưng mình chắc là mình sẽ cắt từ từ. Oh my gosh, sao mình cắt dài vậy ta? Ê mọi người, dài nha. Tóc có một xíu à. Tại vì lần này mình không định là kiểu ngắn hẳn ấy. Chắc mình cười mà. Ok, nói ra coi. Nó có một chút texture là mọi người nhìn thấy không? Nó kiểu dày hơn ở trên này và mỏng hơn ở dưới này. Đó. Ok, let me see. Mình phải soi gương nữa. Sau khi soi gương thì mình quyết định buộc lại và cắt ngắn thêm một chút nữa để cho cái layer nó được rõ hơn. Ê mọi người, mình đã sửa lại rồi. Trông ok không? Chúng mình lấy hai cái như thế này, nó kiểu tam giác ở đây. Bình thường mình thấy mọi người hay kiểu cầm mái này kéo sang bên này xong rồi cắt, thế nhưng mà mình thì mình sẽ kiểu lấy cái ở giữa này, từng phần mình cắt một đấy, mình cắt xong rồi mình sẽ chỉnh lại sau. Mình lấy cái đoạn giữa này mình cắt cho nó đến cái đoạn mà giữa lông mày và mắt cắt. Oh no. Mình quên mất, trời lâu lắm mà không cắt tóc, mình quên mất là mình không được kéo nó ra. Mình không được kéo nó ra. Nhưng không sao, như mọi người thấy mình vẫn ổn. The fuck. Đừng làm theo mình. Ê đừng có đánh nhau. Dừng lại đi. Ok, moving on. Tiếp. Đây nhá, xong rồi cái tóc mà mình vừa cắt đây nhá, mình cứ căn cho nó kiểu
Đấy, sau khi mình cắt xong nó sẽ được như này. Còn cái bên ngoài này mình không cắt nha. Nghĩa là mình chỉ cắt một phát ngắn ở giữa theo cái độ ngắn mà mọi người mong muốn. Xong rồi mọi người lấy một nửa của cái tóc mái mái của mọi người lấy một nửa như này. Cái chỗ này mọi người sẽ cắt tỉa xuôi theo cái chỗ ngắn nhất, từ chỗ ngắn nhất ấy, xuôi dài dần. Còn cái phía bên ngoài này thì mình để đó. Như cái bên ngoài này của mình là hiện tại đang ở một cái độ dài kiểu rất hợp lý rồi. Còn nếu mà mọi người kiểu bị dài quá thì mọi người kiểu cắt bớt lên cho nó kiểu ôm vào mặt như vậy. Thì mọi người sẽ có được một cái mái này. Trông nó vẫn rất là bay, mặc dù đầu mình đang cực kỳ bết nhưng mà nó vẫn rất bay đúng không? Đó, chỉ fail một chút cái kia thôi nhưng mà không sao. Nó vẫn blend in, tại vì mình lấy một ít xíu xíu. Yes, đấy, so sánh nhá. Bên này nó kiểu bị vòng như này. Còn bên này nó kiểu một lượn. Hello, mình đã gội đầu xong rồi. Đây là tóc của mình. Lúc mà mới gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt. Thì mọi người hỏi là mái mình sao được vậy? Thì tóc mình nó là như thế rồi ấy. Sau khi mà mình gội xong, mình không bao giờ sấy tóc cả. Mình cũng không bao giờ chải đầu hết. Mình chỉ luồn tay vào như này. Mình dựng cái chân tóc lên, xong mình vuốt, mình thả nó ra. Thế là nó sẽ dựng cái chân tóc lên thôi. Mình nghĩ đây là chất tóc của mỗi người khác nhau. Đấy, xong rồi còn cái chỗ này mình sẽ vén nó vào tay như vậy. Bên này cũng thế. Thì tí nữa khi mà mình tóc nó khô xong ấy thì nó sẽ cong cả vào tai nữa, thì lúc mình thả ra nó sẽ kiểu uốn như vậy. Đó. Quả mái này hơi fail một chút ở đoạn này nhưng mà không sao, nó vẫn blend in được. Có lúc nào tóc mình không fail một cái gì đấy đâu. Ok đúng không? Ta nói về chuyện làm đẹp, makeover như nào cho nó kiểu trông xinh hơn. Vì tắm mình cũng có nhớ ra một vài tips nữa. Đấy là mọi người nên có một cái găng tay để tắm. Cái găng tay mà tẩy da chết ấy mọi người. Lúc nào mình cũng tắm bằng cái găng tay đấy. Thế nên là da của mình nó kiểu rất là mượt và không bao giờ có da chết cả. Đấy là cái găng tay tắm mặc định của mình. Lúc nào mình tắm mình sẽ đeo cái đấy vào. Xong mình sẽ massage toàn bộ cơ thể. Nhất là khuỷu tay này, xong rồi là đầu gối. Thế nên mọi người thấy khuỷu tay và đầu gối của mình không hề kiểu bị tối màu hơn so với cái da toàn thân của mình. Nói gì ở đó. Và sau khi mà bước ra khỏi chỗ tắm một cái xong, mình sẽ lau khô người xong rồi thì mình sẽ bôi lotion dưỡng ẩm ngay lập tức, dưỡng da nữa đó. Nói chung là bôi hết tất cả những gì cần bôi ngay lập tức. Sau đó thì đợi cái lotion dưỡng ẩm nó khô xuống thì mình sẽ tiếp tục bôi lotion chống nắng và kem chống nắng cho toàn mặt đó. Thì đấy là cái tips khi mà mình đi tắm để giữ cho cơ thể của mình nó đều màu, không có da chết và bảo vệ da toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân. Yes. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi make up trong lúc đợi tóc khô nhé. Nhưng mọi người tự nhiên mình thấy quả mái cháu tạm thấy trông cũng cute. Trông cũng hay. Mái cắt mái như này không nhỉ? Một nửa ngắn, một nửa dài. Ok, trang điểm. Thì trong trang điểm mình có 3 tips nhỏ nhỏ mình sẽ nói với mọi người trong lúc mình trang điểm. Ok, thì tips đầu tiên của mình đấy là dưỡng da thật đẹp thì trang điểm mới đẹp được. Sau đó mình sẽ không đánh, mình không bao giờ đánh một cái lớp nền kiểu khắp cả mặt dày lên cả. Chỉ che khuyết điểm ở cái chỗ mà có khuyết điểm thôi. Kể cả khi mặt mình rất nhiều mụn, đến khi mà mình ít mụn thì mình cũng dùng một cái technique đấy. Đấy là ví dụ như kiểu có một cái mụn đúng không? Wait, cái mụn đâu? Ví dụ mặt mình đang có một cái mụn như này đúng không? Mình sẽ lấy cái cọ như thế này. Mình đổ foundation ra tay, xong rồi mình sẽ chấm một chút xíu xíu mỏng thôi. Xong mình sẽ đặt lên đây. Đừng chấm một cục nhé, mọi người dàn đều ra như này. Đó, một lớp thật mỏng thôi. Cái foundation Fit Me này của Maybelline mình thấy nó che phủ rất là tốt. Mặc dù là một lớp mỏng thôi nhưng mà nó cũng che được hết. Mọi người nhìn thấy không? Sẽ đánh foundation ở trên trán. Tại vì trán mình hơi không đều màu với phần còn lại của mặt mình. Mình sẽ đánh ở chỗ này này. À, hai bên thái dương, vì hai bên thái dương của mình bị hóp. Bình thường ấy, mọi người cứ đánh theo từng bước. Ví dụ như kiểu là đánh khối vào đây, xong rồi là đánh bronzer vào trên này. Thế nhưng mà thật ra ấy, việc mà đánh khối tạo vùng sáng, vùng tối cho khuôn mặt ấy, nó là rất kiểu cá nhân. Nghĩa là mỗi người
sẽ có một cái khuôn mặt khác nhau và sẽ phải tạo sáng tối ở một chỗ khác nhau theo cái sở thích riêng, cái theo cái cách mà mọi người muốn nhìn, mọi người trông như nào. Ví dụ như mình, có rất nhiều các bạn bên này thì rất thích là kiểu cái gò má cao và cái xương cheekbone nó rất là kiểu rõ của mình. Thế nhưng mà mình thì vẫn thích kiểu như là mặt nó kiểu hơi bầu bĩnh, hơi kiểu đáng yêu một chút. Thế nên là mình sẽ không đánh khối vào đây mà mình sẽ đánh kiểu foundation màu sáng, kiểu highlight vào đây để cho nó đầy cái mặt lên. Đây, ở trước ánh sáng kiểu khá là đều thì mọi người có thể thấy là cái má bên này nó bầu bĩnh và nó tròn hơn là cái má bên này nó kiểu bị hóp lại chỗ này. Thì mình sẽ đánh cái sáng vào đây để cho nó phình ra. Tiếp theo thì mình vẫn sẽ lấy cái bút như này, xong rồi mình sẽ dàn một lớp mỏng quanh cái cánh mũi của mình. Mọi người thấy cánh mũi nhỏ lại không? Đó, bởi vì cánh mũi của chúng mình hay bị kiểu đỏ lên hoặc là nó bị kiểu tối màu hơn so với cái vùng da mũi còn lại ấy, thì tự nhiên cái mũi của mình nó sẽ kiểu bị rất là rõ lên ấy. Thì sau đó mình sẽ dán ra. Cái mũi này mọi người đừng có đập nhiều, mọi người ấn ấy, mọi người ấn cho nó vô. Đó, thấy không? Trời ơi, cánh mũi nó kiểu nhỏ hẳn lại luôn ấy. Tại vì là cái vùng sáng tối nó được điều chỉnh lại. Ok, thế là xong phần nền. Rất là nhẹ nhàng, mọi người không nhìn thấy nó bị kích kỳ hay là không bị dày, trông như kiểu không đánh nền. Vì mình chỉ kiểu bôi một lớp rất mỏng ở những chỗ mình muốn cho nó đều màu lại thôi. Tiếp theo nữa thì là một cái má hồng mà dạo gần đây mình rất thích má hồng này của Muji, má hồng dạng kem. Tại vì cái má hồng này nhá, đánh lên ấy, nó có một cái màu hồng rất là xinh, và thứ hai nữa là nó khiến cho cái mặt, cái má của mình nó bóng lên. Mình không thích kiểu cái phấn highlight mà nó hạt to, trông nó kiểu nhìn phát biết đánh cái highlight ấy. Còn cái này mọi người nhìn nhá, kiểu đánh lên mặt nó kiểu glowy rất tự nhiên luôn ấy. Đấy, nó kiểu glowy lên, dạng kiểu hơi oil một chút ấy. Thế nên là trông rất tự nhiên, giống như kiểu là da của mình nó bóng như vậy thật. Đó. Mình không biết ở cái khí hậu kiểu cực kỳ nóng của Việt Nam, nóng kiểu chảy hết cả nền ấy, thì cái này nó có phù hợp không. Nhưng mà mình rất thích cái này nên là mình share cho mọi người thôi. Đấy. Sau mình sẽ contour mũi bằng má hồng luôn, hai bên như thế này. Và dưới gì vậy? Sao mình tán đều ra? Thật ra tóc của mình cũng sắp khô rồi này. Đấy, tóc của mình nó khô là nó sẽ như thế này luôn ấy. Mình không có tạo kiểu hay làm gì cả. Mọi người cứ hỏi mình làm tóc kiểu gì. Thế nhưng mà mình nghĩ là cắt layer đẹp và hợp lý là một cách rất là quan trọng để tóc nó được phồng tự nhiên. Và nếu mà chất tóc của mọi người nó không như thế này mà nó kiểu thẳng ra thì mọi người uốn một chút cũng được. Đó, còn tóc của mình thì nó như vậy. I love this. Yes. Ok, tiếp theo một cái beauty tips nữa của mình đấy là lip oil. Mùa hè mình rất là thích đánh lip oil. Mình sẽ đánh một cái son base ở dưới, một cái lip tint ở dưới, một cái lớp mỏng ra kiểu toàn bộ cái môi của mình, tràn cả viền xuống dưới luôn. Nói chung là đánh hết cả môi. Xong rồi mình sẽ đánh một cái lớp tint ở giữa như này. Đó, không đợi nó khô xuống. Xong rồi mình sẽ đánh một cái lip oil. Cái màu này là màu 112, à nhầm, không, màu 012. Như mọi người thấy là cái màu môi này nó rất là tự nhiên luôn ý. Xong mình đánh một xíu ở giữa môi thôi, và một xíu ở đây. Đó, mọi người đừng đánh hết cả môi nữa, nó sẽ kiểu trông bị nặng nề, trông bị kiểu ăn dầu ăn mỡ gì ấy. Đó, một chút xíu xíu vậy thôi. Là ba cái beauty tips mà dạo này mình đang rất là tâm đắc, mình đang rất là ưng. Còn đâu những cái bước còn lại mình cũng làm giống như mọi người thôi à, kiểu kẻ lông mày rồi kẻ mắt rồi các thứ. Lông mày của mình thì mình kẻ giống kiểu Jenny, kiểu như là nó không cong kiểu giống các chị Tây kiểu như này, cũng không thẳng băng như là các chị Hàn Quốc hồi xưa trend như thế, mà nó kiểu cong một cách rất tự nhiên, nó kiểu hơi cong một chút, kiểu hơi cong và đi ra ngoài. Đó, thì mình thấy đây là kiểu lông mày mà trông rất là tự nhiên và hợp với mặt của mình. Và mọi người kệ nhạt thôi nhé. Ok, xong mắt rồi, bây giờ chỉ có một bước cuối cùng là highlight nữa thôi. Dùng cái cọ như thế này, chấm một chút vào đầu cọ, tay bớt cho nó bớt cái bột bột đi. Đây là cái tam giác ở đây này. Đó, mình sẽ đánh vào đó, chút ở đỉnh mũi.
Ok, thế là xong. Đây, đứng ra ánh nắng kiểu không quá trực tiếp để mọi người có thể nhìn thấy cái finish của make up này. Mình sẽ đi vào trong nhà vệ sinh để cho mọi người thấy là trong cái ánh sáng kiểu trung bình thì nó sẽ như thế này. Đó. Mọi thấy cái má hồng đỉnh không? Trời ơi. Ok mọi người, bây giờ tiếp theo chúng mình sẽ đến làm nails. Đây là móng tay của mình hiện tại. Không có gì hết. Và cắt ngắn. Tại vì như thế này mình cảm thấy dễ sinh hoạt nhất và trông nó kiểu sạch. Thì lâu lắm rồi mình không làm móng ấy, phải từ đợt về Việt Nam năm ngoái mình làm móng ở Việt Nam xong mình không muốn quay trở lại làm móng ở đây nữa, tại vì làm Việt Nam kiểu quá đẹp và quá thích, thế nên là mình ngưng làm móng cho đến tận bây giờ luôn. Thỉnh thoảng mình cũng có tự sơn, thế hôm nay mình cũng sẽ tự sơn một cái kiểu móng gì đấy. Mình sẽ lên Pinterest để tìm lúc nào inspo của mình về móng tay các thứ, mình cũng sẽ tìm ở trên Pinterest. Mình có nguyên một folder mình lưu những cái pin về nails. Cái này xinh này. Mình sẽ làm một bên tay trông như này và một bên tay trông như này. Ok, bắt đầu thôi. Hả? À? À, chỗ ngủ mới của Eki à? Eki ngủ ở đây thế à? Úi trời ơi, đi đây cho nếu. Cốc cốc cốc. Mình mua được một quả cà chua to như này mọi người ạ. Dã man không? Mình chỉ mua vì nó quá to thôi chứ mình không biết mình có nấu gì về nó không nữa. Hôm nay mình sẽ ăn một cái món mới mà mình thấy mọi người ăn rất là nhiều trên TikTok. Đấy là natto. Cái đậu lên men của Nhật đấy mọi người. Thì mình đã cắm một bát cơm. Xong rồi chúng mình sẽ ăn với natto. Hiện mình thấy người ta bảo là phải quấy thật nhiệt tình lên, quấy kiểu 50 lần. Đến khi mà nó như thế này, xong rồi mình sẽ đổ vào cơm. Không có kim chi trước. Cái vị của nó là vị đậu đỗ bình thường thôi, nhưng mà kiểu nó nghiêng về cái vị kiểu của những cái đồ healthy ấy mọi người. Nó không quá là bùng nổ hương vị. Mình không nghĩ đây là một món mình sẽ nghiện.
nhưng mà ăn thì cũng ngon. Ok, mình sẽ ăn trưa xong, xong rồi mình sẽ tiếp tục với cái make up. Ok, mình đã ăn trưa xong rồi, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần phối đồ, tìm đồ để ngày mai đi xem concert. Thì hiện tại mình đang có một cái quần áo này là mình chưa mặc bao giờ. Thì mình cũng muốn mặc nó một lần, nhưng mà mình thấy là có vẻ là hơi nóng quá. Tại vì ở Đức bây giờ đang rơi vào tầm khoảng 25-26 độ gì đấy. Xong rồi concert nắng nôi cả ngày chen chúc, mà mình không phải là xem concert ở gần nhà đâu, mà mình đi xem concert ở Köln. Mình sẽ đi từ sáng sớm đến tận sáng sớm ngày hôm sau mình mới về. Đó, tức là mình sẽ sống trong cái bộ quần áo đấy cả ngày. Tức là nó phải thoải mái, nó phải đủ thoải mái, và nó lại phải đủ đẹp một chút, tại vì mình đi concert mà. Nên mình sẽ mặc thử cái này lên cho mọi người xem như nào nhé. Đây là cái bộ này mọi người ạ. À, nó hơi không ổn lắm. Yes. No. Mình vừa mới đổi sang cái này, mình quyết định là mình sẽ lấy cái này làm base, xong rồi mình sẽ phối áo với cả các thứ khác lên trên sau. Ok, bây giờ mình sẽ nói đến một cái mục cuối cùng. Cái này rất ít người để ý, thế nhưng mà nó rất rất là quan trọng. Đấy chính là cái phần chỉnh dáng. Tại vì là nếu mà mọi người dáng đứng, dáng đi không ok, thì cho dù chúng mình có ăn mặc khách dáng đến mức nào, cắt đầu tóc cho nó cân với cơ thể ra sao, hay là trang điểm các thứ, thì trông nó vẫn sẽ, tổng thể nó vẫn sẽ không đẹp. Có một câu hỏi mọi người hỏi mình rất là nhiều, đấy là mình tập vai mặc áo như nào. Tại vì mọi người có thể thấy là cái ảnh hồi xưa của mình và ảnh bây giờ của mình, cái vai của mình nó rất là khác nhau, cái dáng của mình nó cũng rất là khác nhau. Thì cái đấy, ví dụ bình thường chúng mình đứng như này nhá, cái vai rất là xuôi xuống này. Đấy, xong rồi người bé, đầu to. Nhưng mà chúng mình chỉ cần đứng thẳng người lên này, xong rồi đẩy vai ra phía sau và nhấc cái đỉnh vai lên sang hai bên, kiểu nhấc nó sang hai bên như này, có tạo một cái đường hõm ở đây, thì tự nhiên vai của mình sẽ có cái đường kiểu mắc áo. Và khi mà chúng mình nhấc hai cái đỉnh vai lên ý, thì nó sẽ tự động nhấc cái cánh tay của mình ra khỏi người của mình, kiểu như là nó không ép vào với người nữa, nó sẽ không kiểu bị bắp tay như này nữa, mà chúng mình kiểu đây đứng như thế này. Đó. Không phải là giống mấy anh tập gym mà kiểu như này đâu, nhưng mà kiểu đứng một cách thoải mái và hơi nhấc cái đỉnh vai lên để cho cái cánh tay của mình nó không ép vào với người. Đó, thì những bạn nào mà hay bị mỡ tay này, hay bị bắp tay to lúc mà chụp ảnh ấy, thì mình để ý là mình đừng có kẹp cái tay vào người như này, là kiểu phì bắp tay ra. Mình nhấc cái tay ra khỏi người một chút. Đó, thì mọi người thấy là trông nó không hề bị gồng một chút nào, trông nó vẫn rất là thoải mái. Thì nếu mọi người chú ý cái dáng đứng của mọi người một thời gian, thì tự nhiên nó sẽ đẹp lên rất là nhiều. Thì đó là những cái tips nhỏ xíu xíu xinh xinh mà chưa chắc mọi người đã để ý. Thế nên là hôm nay mình muốn share cho mọi người để chúng mình cùng xinh lên. Thì bây giờ mình sẽ đi ra edit video. Mình vẫn còn một video nữa cần phải lên vào ngày mai. Sau đó thì mai mình cũng đi chơi, thế nên là hôm nay mình phải xong rồi. Ừ, xong rồi tối nay thì chúng mình sẽ pack đồ sang nhà Lan Anh. Hello mọi người, mình đã thay ra một bộ đồ thoải mái hơn một chút. Đấy, bây giờ mình sẽ đi sang nhà Lan Anh để ngủ tối nay. Tại vì sáng mai chúng mình sẽ đi sớm từ Frankfurt. Bây giờ thì mình đang pack đồ. Và Lan Anh là một cô gái không skincare. Nó có dùng một duyên một thứ, đấy chính là kem chống nắng, rất đáng khen, nhưng mà chỉ có đúng một cái đấy thôi. Thế nên là mình phải tự pack hết đồ skincare của mình mang sang hết để dùng cho tối nay. Bây giờ là 8 giờ tối rồi. Sang bên đấy chắc là tầm khoảng 9 rưỡi, 10 giờ gì đó. Hẹn gặp lại mọi người ở nhà Lan Anh nhé. Stumble home at almost dawn, wishing I was the reckless one. And you had the nerve to shrug. You said I'm skipping town a couple months. Picked up all your late night calls.
mà mình ăn xong rồi, bây giờ mình sẽ skin care. Bơm gấu dâu fake ở Việt Nam. Hello mọi người, mình đã làm xong bước làm sạch rồi. Giờ chúng mình sẽ bắt đầu skin care cùng với nhau nhé. Thì dạo này mọi người thì nhìn thấy là cái mặt của mình nó lên khá là nhiều mụn, khá là bất ổn. Nhưng mà nhìn chung thì nền da vẫn rất là ok. Mấy hôm nay ở Đức kiểu trời rất là nóng, tự nhiên nóng lên rất là nhiều và rất là nắng ấy. Thế nên là da của mình lúc nào nó cũng cảm giác như kiểu bị dehydrate và nó rất là khó chịu, khó chịu. Thì những lúc mà da như này thì mình sẽ dùng retinol để giải quyết vấn đề. Nhưng mà retinol thì cũng có retinol this, retinol that, có rất nhiều loại với rất nhiều nồng độ khác nhau. Thế nhưng mà ở những cái lúc mà da của mình rất là nhạy cảm như này ấy, thì mình sẽ dùng những cái loại mà có nồng độ không quá cao. Ví dụ như là cái mà mình dùng đây, đây là Retinol Cica Repair Ampoule của Innisfree. Đây là cái loại mà mình dùng cũng được 3 tháng nay rồi. Thế nên mình thấy nó rất là hiệu quả, rất là lành tính. Cá nhân mình thì thấy là dùng em này xong cái tình trạng da của mình nó được cải thiện hơn rất là nhiều ấy. Những cái vết thâm mụn thì nó cũng mờ nhanh hơn. Rồi là cái nền da nó khỏe hơn rất là nhiều. Lúc nào trông nó cũng căng bóng, glowy. Mọi người có thể nhìn qua những cái ảnh với cả video mà mình quay chụp trong những tháng gần đây thì mọi người sẽ thấy được là cái da của mình nó cũng rất là ok. Theo như mình tìm hiểu ấy thì em này là retinol tinh khiết ở dạng bọc, nhiều cái công nghệ độc quyền tên là mình sẽ để ở đây. Cái công nghệ đấy thì nó sẽ giúp kiểu như là cái retinol được giải phóng từ từ ra, thì rất là lành tính cho da của mình. Nhạy cảm và đang lên mụn như da mình mà dùng vẫn ok thì nói chung là các da khác mình nghĩ là sẽ dùng vô tư thoải mái đó. Hoặc là mọi người có thể thử trước lên một vùng da nhỏ, nếu mà thấy nó có hiệu quả thì mọi người sẽ có thể dùng tắm mặt. Đấy, bình thường mình hay test sản phẩm kiểu như thế. Ngoài ra thì em này còn có cả hyaluronic acid và cica chất xuất từ rau má, là hai cái thành phần mà mình rất thích, làm dịu giảm viêm sưng và phục hồi da. Như kiểu những cái vết viêm sưng như này này thì mình dùng xong ấy, ví dụ đến sáng mai nó sẽ không lên thành một cái mụn to mà nó sẽ giảm sưng, giảm viêm dần và chỉ sau 1-2 ngày là nó sẽ sẽ. Hello mọi người, mình đang ngồi edit thì mình nghĩ là mình sẽ cập nhật da của mình cho mọi người luôn. Đây, mình ngồi ra nắng mọi người xem. Mọi người thấy không? Nó không lên nữa. Hôm nay là ngày thứ tư, tức là cách cái hôm đấy mình quay là 3 ngày, 4 ngày gì đó, 3 ngày. Nó sẹp rồi, bây giờ nó chỉ còn vết thâm thôi. Và mình nghĩ là tầm đến cuối tuần này nó sẽ mờ đi hẳn. Đây cũng thế, nó không lên mụn. Đó, nghĩa là da của mình ấy nó sẽ lên những cái mụn đỏ đỏ thế, nhưng mà nó sẽ không bao giờ kiểu như là viêm hay là kiểu ghê cả. Mình chăm một vài hôm là nó sẽ lại ok. Đó, ok, xong rồi. Nó rất là khô ráo và nó không bị nhờn dính gì cả, rất là thoải mái trên da. Buổi sáng thì chắc chắn là mọi người phải bôi kem chống nắng rồi. Còn buổi tối thì tẩy trang cẩn thận xong rồi là rửa mặt sạch sẽ, bôi cái này lên xong rồi bôi dưỡng ẩm, thế là xong. Nhưng bạn nào mà da đang nhạy cảm, có những cái vấn đề ở trên da mà vẫn muốn dùng thử retinol, hoặc là đơn giản là mọi người chỉ muốn thử retinol thôi và mọi người không muốn kiểu nhảy ngay vào một cái gì đấy rất là nặng nề, thì mọi người có thể thử em này trước để xem nó có hợp không. Vừa giảm mụn này, sáng da của mình lên mờ thâm này và còn tẩy tế bào chết nữa. Ok, thế nhỉ. Can I hear you out? Where have I not waited for long enough? Since the last time that we talked, I don't wanna come up with an illusion, but I'm not patient at all. That's why I like it. For... You know, I look like a snack right now, but I need a good meal right now. What's that sound? Subway coming, but I'm a spite ride. Carrying a weight, but a drag right now. Guess it's life, just life's alive. Too much happening now. Hello. Mình đang ở chỗ. Oh my gosh. Mình đang ở chỗ của mấy con hồng hạc. Mình đang hy vọng có một cơn gió nào đấy có thể thổi một cái lông hồng của chúng nó bay ra đây để mình có thể cầm làm kỷ niệm. Kiểu nó đầy ở đây luôn ý, nhưng mà mình không với tới được, không thò tay vào đấy được. One with nature. Yeah. Mọi người có biết là con hồng hạc ấy nó không có màu hồng ngay từ đầu, mà tại vì nó ăn nhiều tôm quá thế nên nó biến thành màu hồng. Nhưng mà mấy con hồng hạc ở đây như kiểu nó ăn nhiều quá ấy, xong rồi nó biến thành màu cam luôn, trông nó như một rổ tôm. Tiếp theo thì mình gặp một con mà trông giống con thỏ lai với con capybara, trông rất là xinh. Oh,
Tiếp theo là con bồ nông, cái con mà trong truyền thuyết là cắp những đứa trẻ mang tới cho các gia đình. Có mùi da cầm. Tiếp đến là mình đi gặp mấy con lười, nhưng mà trong chúng nó cũng không lười, là chúng nó vẫn vận động. Nhưng mà có một con lười thật, nó nằm trong cái rổ xong rồi nó ngủ. Mấy con hà mã kiểu ở bên ngoài chúng nó to như cái tủ lạnh luôn ý, thề. Nhưng mà không có cái gì đứng bên cạnh để so sánh, nên là mọi người không hình dung được chúng nó to đến như nào. Cái này hơi sai rồi. Mình đã không ngủ. Xong mình lại còn đi ở trong sở thú mà. Kiểu sở thú này rất rộng ấy. Đây một ngày đi bộ xong rồi tối còn đi xem concert. Xong rồi tối cũng về muộn cũng không ngủ. Không ngủ cơ. Nhưng mà đây có voi. If I said I want you, would you want me to? And would you really want me or just something? Mình đã đi hết cái sở thú rồi. Mình mệt quá, buồn ngủ quá. Mình không biết mình có đi concert hay không. Concert là sự kiện chính trong ngày hôm nay. Nhưng mà tôi đang tắt dần. Thì mình sẽ đi chill ở đâu đấy, nghỉ, dành năng lượng. Để tối còn đi quẩy với CA, SCA, SZA. Thank you. But then there shouldn't be a debate about if it's unfair. There are also women that build really strong. Yes. Hàng ngày thì chúng mình vẫn đón nhận rất nhiều những cái thông điệp yêu bản thân từ rất nhiều những nền tảng khác nhau, đúng không? Thế nhưng mà mình thấy là không phải cứ nói yêu là yêu được luôn ấy, kiểu ok, từ hôm nay tôi sẽ yêu bản thân mình, thế là yêu dã man luôn, thì nó hơi không thực tế. Bởi vì mỗi chúng mình đều có những cái sự tự ti khác nhau mà không phải cứ nói quên đi là quên đi được. Nên thì đối với mình, cái việc mà yêu bản thân là chấp nhận và đồng hành cùng với bản thân mình để mình tốt lên. Như kiểu từ đầu video mình biết là mình xấu, mình biết là trong đầu mình bếp rồi, mặt mình mụn rồi các thứ. Thế nhưng mà mình không từ bỏ bản thân mình và mình cố gắng làm cái này cái kia để cho mình tốt lên. Thì lâu lâu mình tự chán bản thân mình thì mình lại tự làm mới. Yêu bản thân cũng cần phải cố gắng để trở thành một cái phiên bản mà bản thân có thể yêu và tự hào được. Thì đấy là cái cách mà mình yêu bản thân mình. Who takes the calls, who hits the calls? Who has the balls to make the calls? Who dares to wear the albatross? Who wins the game but takes the loss? Who takes the calls, who hates the calls? Who has the balls to make the calls? Who said your man can't pass the pass? Trước khi đến concert thì bọn mình ghé qua một nhà hàng Trung Quốc ở gần Hovannhof tên là Fan Noodle để ăn mì chung kéo bằng tay. Cái này mình được một bạn ở trên Instagram recommend. Hello, mình đã tới nơi rồi đây. Đây là
the main event của ngày hôm nay. CA. Đây là một trong số những cái show mà có hiệu ứng visual, sân khấu, các thứ đẹp nhất mà mình từng xem. Nói chung là rất xứng đáng đồng tiền bát gạo. Video tuần này đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây. Và hy vọng là mọi người đã cảm thấy vui khi hang out cùng mình. Và hy vọng là có một vài tips làm đẹp của mình sẽ hữu ích cho mọi người. Ok, hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye. Just me, doing me, how about, yeah, yeah.